Xin chào các bạn, chỉ ít ngày sau dịp Tết Nhân dần 2022 thì chúng ta sẽ được chào đón dòng flagship mới đến từ nhà Samsung Với cả đơn nhân mình nha, thì đây là một cái dòng sản phẩm cực kỳ là quan trọng Nó không chỉ dành cho những bạn là Sam fan Mà đối với những anh em mà yêu công nghệ khi mà chúng ta nhìn vào dòng flagship mới đầu năm của nhà Samsung Thì cũng sẽ đoán biết được là những công nghệ nào, những cái xu hướng nào sẽ được phổ cập trong năm 2022? Bởi vì Samsung và một số những cái nhà sản xuất lớn á, gần như họ là người định hình ra cuộc chơi mà. Vậy thì dòng flagship mới đến từ nhà Samsung sẽ dự kiến được trang bị những tính năng nào, những công nghệ nào? thì trong video ngày hôm nay mình sẽ muốn làm một cái video tổng hợp cho các bạn cũng như là chia sẻ những cái quan điểm cá nhân của mình, những gì mà mình kỳ vọng ở dòng flagship mới đến từ nhà Samsung. Let's go! trước tiên thì chúng ta sẽ dành vài giây để nhìn lại cái video teaser mà samsung đã công bố trong cái thời gian vừa qua thì khi mà các bạn nhìn vào cái video teaser này thì có thể thấy rằng là sẽ có hai cái chiếc điện thoại xoay tròn và hòa quyện vào với nhau. Thì đối với những anh em nào mà yêu công nghệ cũng như là fan nếu bạn cũng biết là Samsung ngoài những cái dòng flagship màn hình gập á thì họ sẽ còn có thêm những cái dòng flagship như là dòng S và dòng Note. Nhưng mà trong năm 2021 á thì đã có rất là nhiều những cái thông tin báo rằng là Samsung sẽ không còn sản xuất dòng Galaxy Note nữa. Và đúng thật là trong năm 2021 thì chúng ta cũng không hề thấy bất kỳ một dòng Galaxy Note thế hệ mới nào được giới thiệu lên thị trường toàn cầu. Và nhiều khả năng thì cái video teaser này đã thông báo chính thức cho người dùng rằng Samsung sẽ sắp nhập dòng S và dòng Note lại với nhau Nhưng không biết tên gọi mới của dòng flagship có sự hòa quyện của hai dòng flagship cũ và với nhau sẽ được đặt là gì Thì cái đó chúng ta sẽ cùng phải chờ đợi khi nào mà Samsung giới thiệu chiếc máy này Chính thức vào ngày mùng 8 tháng 2 2022 nha Và bên cạnh đó nữa thì ở trong cái video teaser á nếu các bạn nhìn ở cái phần gợn sóng ở phía dưới thì nó không phải là nước đâu các bạn ạ, mà nó giống như kiểu là một cái chất liệu gì mới á mà Samsung có thể áp dụng ở trên cái dòng flagship 2022 của họ. Và cũng theo rất là nhiều những cái thông tin đồn đoán ở trên mạng xã hội rằng là Samsung sẽ sử dụng cái kính cường lực thế hệ mới là Gorilla Glass Plus. Đây là một cái loại kính cường lực mà chưa có bất kỳ một hãng nào ở trên toàn thế giới sử dụng cả thì sẽ áp dụng cho cái dòng flagship ra mắt vào ngày mùng 8 tháng 2 như thế này. Thì khi mà nhìn vào cái video teaser thì cũng đã biết được ít nhất là hai dữ kiện này đúng không? Thứ nhất nó là một cái sự hòa quyện giữa hai dòng flagship S và Note và thứ hai là một cái chất liệu hoàn toàn mới mà Samsung sẽ áp dụng để giúp cho cái chiếc máy của họ trở nên độc đáo cũng như là cứng cáp hơn và bên cạnh đó nữa thì ở những cái thông tin rò rỉ trước đây thì có thể thấy rằng là thiết kế của dòng flagship mới của nhà Samsung á thì cũng đã có cái sự hòa quyện giữa dòng S và dòng Note rồi S á, thì mỗi lần nhắc tới S thì nó sẽ có sự mềm mại đúng không còn nốt thì nó sẽ có cái sự mạnh mẽ một chút xíu thì ở trên những cái bức ảnh render rò rỉ á, chúng ta đều thấy cái vừa cái sự mềm mại một chút xíu về mặt đường nét, nhưng nó cũng mang đến một cái chút gì đó khá là nam tính khi mà chúng ta nhìn vào ấy. Và ngoài ra nữa thì ở trên dòng nốt các bạn có thể thấy rằng là chúng ta sẽ được trang bị bút S-Pen và có luôn một cái khay để có thể là nhét được cái bút S-Pen vào. Thì vâng, flagship mới đến từ Samsung thì cũng có luôn cái khay để gắn cái bút vào rất giống với dòng Note các bạn ạ à. Và không những vậy những cái thông tin rò rỉ ở trên mạng thì cũng cho chúng ta những cái dữ kiện vô cùng là quan trọng Đó chính là màn hình ở trên dòng flagship mới đến từ Samsung Sẽ có độ sáng lên tới là 1750 nit các bạn ạ Một cái độ sáng màn hình phải gọi là quá khủng khiếp luôn Và đối với những cái chất lượng màn hình ở trên những chiếc máy đến từ Samsung thì cũng không có điểm gì phải bàn rồi Bởi vì trước giờ thì nó đều cực kỳ là xuất sắc về mặt giải trí cả. Giải trí rồi là độ sáng màn hình không có điểm gì phải chê ở trên cái chiếc Galaxy S21E thôi. Cái phân khúc giá bây giờ sale khoảng tầm là 11 triệu á thì nó cũng đã cực kỳ là xuất sắc rồi. Dynamic AMOLED thì không có lý do gì mà một cái dòng siêu flagship giống như là thế hệ mới của Samsung, mình tạm gọi nó là Galaxy S mới ha mà không xuất sắc cả, đúng không các bạn? Và ngoài ra thì ở trên cái dòng flagship mới đến từ Samsung á thì họ sẽ trang bị một cái hệ thống camera hoàn toàn khủng khiếp. Những thông tin rò rỉ thì cũng chia sẻ rằng là Samsung sẽ sử dụng cái cảm biến mới nhưng có độ phân giải lên tới là 108 MP. 108 MP thì cũng đã xuất hiện từ rất là lâu rồi nhưng mà đây là cảm biến mới nha. Và ở trên cái phiên bản cao cấp nhất á thì chúng ta sẽ có một cái tính năng rất là hay và thú vị là Super HDR Plus. Đây là cái tính năng để giúp cho cái chiếc flagship của nhà Samsung có khả năng quay video tốt hơn rất nhiều Và một cái tin hoàn toàn mừng nữa đối với những anh em đang sử dụng máy Samsung giống như mình đó là gì? Samsung sẽ trang bị công suất sạc lên tới 45W nha Vâng, flagship 2022 của bên nhà Samsung đã được trang bị công suất sạc 45W À, đối với các hãng Android khác thì bây giờ đã lên trăm mấy rồi Nhưng đối với anh em Sam fan á, hoặc là những người sử dụng điện thoại Samsung giống như mình á thì ố trời 45W đó thoải mái quá đã đã là phấn kích rồi á bởi vì ở trên những chiếc máy như thế này này Samsung Galaxy Z Fold 3 thì nó cũng chỉ là 25W thôi cho nên là lên 45W á, tốc độ sạc nó sẽ nhanh hơn rất là nhiều và bên cạnh đó thì để hợp với xu hướng của năm 2022 là chia sẻ video trên mạng xã hội thì những cái thông tin rò rỉ cũng cho thấy rằng là Samsung sẽ nhấn rất mạnh vào cái khả năng quay video ở trên cái thế hệ flagship mới các bạn ạ. Và thực ra thì mình nghĩ rằng là đây là nước đi hoàn toàn đúng của bên nhà Samsung, bởi vì bây giờ thì người dùng trước đây là chúng ta đang uh, chữ viết này rồi sau đó là chuyển sang hình ảnh này, còn bây giờ xu hướng sẽ là quay video để chia sẻ lên mạng xã hội. Thì việc mà Samsung họ nhấn mạnh vào khả năng quay video là một bước đi hoàn toàn là hợp lý và ngoài quay video thì chắc chắn khả năng chụp ảnh cũng sẽ được Samsung cải tiến rất là nhiều nếu mà để chụp ảnh ban ngày á, thì mình thấy rằng là flagship nào thì nó cũng giống nhau mà thôi thứ mà tạo nên sự khác biệt dành cho những chiếc flagship chính là khả năng chụp thiếu sáng tức là chụp đêm đấy và mình nghĩ rằng là với cái thuật toán mới cũng như là cảm biến 108 trăm mới đến từ samsung á thì flagship lần này mà bên nhà samsung công bố đến người dùng sẽ có khả năng chụp ảnh cực kỳ là tốt và một điểm cuối cùng mà mình nghĩ rằng là Bất kỳ ai đang quan tâm tới dòng flagship mới Đến từ Samsung sẽ vô cùng yêu thích Đó chính là về phần hiệu năng Thì theo những thông tin rõ rỉ Thì dòng flagship mới đến từ Samsung Sẽ không sử dụng vi xử lý là Exynos Mà toàn bộ máy bán ra trên toàn thị trường Và tất nhiên là bao gồm Việt Nam Sẽ chỉ sử dụng vi xử lý là Snapdragon 8 Gen 1 đến từ nhà Qualcomm mà thôi Do đó thì với những anh em nào Mà trước đây cứ kêu rằng là Ồ ôi ơi, dòng máy đến từ Samsung Thì hiệu năng của Exynos không ngon thì ok Bây giờ chúng ta sẽ được sử dụng với xử lý Snapdragon đến từ nhà Qualcomm nha Nhưng nó mà nóng á, thì đi bắt đền Qualcomm chứ đừng có bắt đèn bên nhà Samsung nha Và đó là những cái tổng hợp của mình về những thông tin rõ rỉ về thế Galaxy mới đến từ nhà Samsung Kết hợp với đó thì mình cũng đã được chia sẻ từ đội ngũ phát triển một vài những người bạn của mình trong đội ngũ phát triển của dòng Galaxy mới á, thì có nói với mình rằng là dòng flagship mới đến từ Samsung thì nó đã tốt, nó đã đáng mua hơn rất 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 nhiều lần so với là trước đây các bạn ạ. Đâm ra là mình cũng khá là háo hức để được trên tay cái flagship một cái siêu phẩm của năm 2022 đến từ nhà Samsung á. Còn các bạn, các bạn suy nghĩ gì về dòng flagship mới này đến từ Samsung và các bạn đang Kỳ vọng là thế Galaxy S mới Nó sẽ có những gì hấp dẫn Để thuyết phục các bạn xuống tiền Thì có thể là comment ở phía dưới Của video hôm nay Còn bây giờ thì bye